Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow & Beauty ạ. Và trước màn hình ống kính đây thì là một khung cảnh rất là quen thuộc. Và tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK Eyebrow. Và ngày hôm nay thì ca môi ngày hôm nay của chúng tôi thì hơi đặc biệt một chút. Đó là cái tình trạng môi của chị khách của chúng tôi ngày hôm nay đã làm được tận 3 năm rồi. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì cái màu môi mực xăm của chị thì nó bị bết và nó bị thâm xỉ. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia có thể phân tích để cho mọi người có thể nắm rõ được hơn cái tình hình của chị không ạ? Đây là cái hình ảnh mà cái gốc mực cũ của bạn ấy, cái phần viền ấy thì nó bị đậm và cái mực nó bết, nó xỉn, thâm xỉn này. Và đây là cái môi của bạn ấy sau một cái lần hút đầu tiên. Chữa thì cái nguyên nhân vì sao mà cái gốc mực này của mình nó lại bị bết và bị xỉn thế này hả chị? Chị có thể giải thích sâu hơn một chút nữa. Cái mực nó bị xỉn ấy là do trong cái mực nó có chứa những cái tạp chất kim loại. Còn do bị thế thành ra nó bị thâm xỉn. Còn khi mà mực nó bị bết ấy là do cái đi của chuyên gia, cái kỹ thuật đi của chuyên gia không được tốt. Thành ra là cái phần mực nó sẽ bị bết và nó sẽ không đều. Ở ngoài thì đậm và ở trong thì không có mực. Vậy với cái tình trạng mực xăm như thế thì để lâu thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình là gì? Nói chung là trong cái mực có chì thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn về mặt thẩm mỹ thì là nó sẽ rất là xấu. Môi thâm xỉn rất là xấu. Dạ vâng. Vậy thì trong cái quá trình laser môi thì như chúng ta có thể thấy thì bây giờ hai cái đôi môi nó rất là khác nhau rồi. Và chuyên gia của chúng tôi thì đã sử dụng laser Picomax để có thể xử lý cái phần mực ở trên cái bề mặt môi. Thì chị Giang có thể chia sẻ thêm về cái quá trình khi mà mình hút mực như thế nào không ạ? Tức là mình xử lý mực ở trên bề mặt da ấy, đúng không? Mình đã xử lý bằng cái tần sóng rất là nhẹ, 532, để lấy đi cái lớp mực xỉn màu và cái mực bết của chị ấy. Sau một lần hút và nghỉ ngơi vài ngày thì chị đã có thể làm lại mới được. Vâng, vậy thì sau khi mà laser môi như thế này thì nó có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt không và chị có cần phải ăn kiêng gì không ạ? Với cái công nghệ Picomax bên mình thì bạn ấy không cần phải kiêng khem cái gì hết. Bạn có thể ăn uống vệ sinh cá nhân bình thường. Ngoài ra thì chỉ có dùng son dưỡng trắng không có chì nó tốt hơn cái môi thôi. Vâng, vậy cái tình trạng môi như thế này thì chúng ta có thể xử lý mực trong khoảng bao nhiêu lâu nữa? Với cái tình trạng môi như của bạn ấy và cái công nghệ ở bên mình thì một lần xóa duy nhất là bạn ấy đã có thể làm được rồi. Không phải hút thêm nữa. Vâng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với khách hàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Xin chào chị. Có thể chia sẻ một vài điều về bản thân mình cho mọi người trong khi mình biết không ạ? Chị cũng là người nơi rồi, cũng có một người bạn là em là khách hàng, em chia sẻ đi không nên làm được. Thực tế ra là đúng là khi mà mới khôn thì mơ nó cũng khá là tươi, có lên màu ngay, có lên màu, nhưng mà sau đó thì nó sẽ đang dần xỉn màu. Thì cảm thấy chúng ta nó không tự tin nữa, không tự tin vào mơ của mình nữa. Vâng. Thông thường thì với những cái mực xăm mà là mực xăm vô cơ thì sau khi phun xong thì có thể là màu sẽ rất là tươi, nhất là khi bong ra màu sẽ rất là tươi, nhưng tuy nhiên thì khi mà thời gian đấy, trải qua thời gian thì chị cũng thấy được qua 3 năm thì môi của mình nó đã có những cái dấu hiệu thâm xỉn đi, đúng không ạ? Thì không biết là ngày hôm nay thì trong cái quá trình laser môi thì chị thấy thế nào ạ? Nói là không đau tí nào thì cũng không đúng, nhưng mà nó chỉ châm chích trong cái mức độ chịu đựng được. Vâng, mình đã chịu đựng được đúng không ạ? Và nhất là trước khi làm thì mình đã được ủ tê trong vòng 30 phút rồi, đúng không chị? Đó, và em như em thấy thì cái vùng da môi của mình cũng khá là mỏng, cho nên là có thể là trong cái quá trình làm mình sẽ hơi châm chích một chút xíu. Nhưng bây giờ thì chị thấy thế nào ạ? Chị đã cảm thấy thư giãn hơn chưa? Khi mà dừng lên tê thì chị đã thấy cảm giác là không còn cái cảm giác châm chích nữa. Chỉ một xíu thôi, nói chung là cảm giác chịu được và không quá mức độ sợ. Nên là nếu mà chị em mà có lựa chọn thì đây cũng là một trong những lựa chọn đấy, để dùng laser ấy. Bởi vì là trước kia mình đã từng bắn mày rất là đau rát và rất là sợ, nhưng mà đợt này nó đi laser môi như thế này khá nhẹ. Tức là lần trước là mình đã có laser mày ở nơi khác rồi đúng không ạ chị? Vậy tiện đây thì chị có thể chia sẻ cái quá trình mà chị laser mày ở nơi khác như thế nào không, và chị đã gặp phải những cái vấn đề gì trong cái quá trình laser mày ở nơi khác không ạ? Thật ra là laser mày thì chị thấy là sát
rác là rác, rác. Đúng, rác cả rác. Nhưng muốn nói chung là khó, rất là khó chịu rồi. À, nó đang gần như là nó quá cái tầm sức chịu đựng của mình. Vâng. Thì có biết là cái vùng da của mình nó có bị bong chóc hay là có làm cháy lưng của mình không hả chị? Mình làm được bao nhiêu lâu rồi? Thực ra là lúc đó là chỉ là một chút thôi, ở đuôi lông mày thôi. Thì có như là nó không bị nó bị làm sao gì sát và nó bong chóc, nó bong da của mình nói ra. Chung là rất là đau và có thể, lúc bây giờ bắn xong nó đã gây chảy máu luôn. Vâng. Chảy máu sau khi bắn laser. Dạ vâng, tức là cái công nghệ laser ở nơi đó thì nó đã làm ảnh hưởng nặng nề đến lông mày của mình. Đúng không ạ? Vâng. Mọi người lưu ý nhé, với những cái công nghệ laser mà trước tiên thì chắc chắn là chị em chúng ta thì luôn luôn có một cái niềm khao khát làm đẹp và thay đổi bản thân mình. Nhưng tuy nhiên thì khi mà làm, nhất là làm đẹp ở trên gương mặt mình thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ, thứ nhất là về tay nghề của chuyên gia và thứ hai là về cơ sở vật chất cũng như là về các công nghệ mà cơ sở đó đang sử dụng. Thì với cái công nghệ Silver Laser Picomax này nó khác hoàn toàn so với những công nghệ cũ và những công nghệ ở cơ sở khác. Đó là suốt cái quá trình laser, kể cả laser mày, hút mực và có laser môi thì cũng chỉ tác động lên cái bề mặt da và tác động hút mực thôi, chứ không hề xảy ra cái vấn đề là bị bong chóc, bị chảy máu, thậm chí là còn không làm cháy lông đó. Thì chị ơi, không biết là ngày hôm nay thì sau khi mà laser môi xong rồi, lúc này chị đã đăng ký làm môi mới lên đây chưa ạ? Dạ vâng, tức là mình hôm nay mình đi cùng mẹ đến làm luôn hả chị? Vâng, thì chúng ta hãy cùng chờ đợi cái sản phẩm môi cuối cùng của chị khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và nhất là những cái chị em nào mà chúng ta có những cái đôi môi thâm xỉn này, đã từng làm rồi, chúng ta muốn sửa hoặc là những cặp lông mày bị trổ xanh, trổ đỏ, thì các chị em hãy gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào.